Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 10, bộ sách Global Success trên trang web olm.vn. Unit 10. Ecotourism. Trong những năm qua, du lịch sinh thái đã phát triển nhanh chóng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong chủ đề 10, Ecotourism Chúng ta sẽ tìm hiểu các kiến thức ngôn ngữ, rèn luyện kỹ năng liên quan đến chủ đề du lịch sinh thái. Như thường lệ, chúng mình sẽ bắt đầu bài học với phần 1, vocabulary, phần từ vựng. Nói đến sinh thái môi trường, chúng ta có một tiền tố quen thuộc, eco. Cô có 4 từ vựng bắt đầu với tiền tố eco. Ecotourism, ecotourist. Eco-friendly Ecosystem Dựa vào ý nghĩa của từ gốc và tiên tố, kê hãy suy ra nghĩa của bốn từ vựng này nhé. Từ vựng đầu tiên, chúng ta có tourism là du lịch kết hợp với tiền tố eco. Chúng mình có eco-tourism, du lịch sinh thái. Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa gắn với giáo dục môi trường. Loại hình du lịch này thúc đẩy công tác bảo tồn và tạo ra các ảnh hưởng tích cực về mặt kinh tế, xã hội cho cộng đồng địa phương. Người tham gia một chuyến du lịch sinh thái được gọi là Eco Tourist. Tiếp theo chúng ta có tính từ Eco Friendly. Friendly thân thiện, kết hợp với tiền tố Eco Chúng ta được từ mới eco-friendly, thân thiện với môi trường, thân thiện với sinh thái. Từ vựng cuối cùng là từ vựng chúng ta đã học trong bài 9, ecosystem. System chỉ một hệ thống và chúng mình có ecosystem chỉ hệ sinh thái. Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của chúng, cũng như những tác động qua lại giữa chúng tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Kem cùng nhắc lại các từ mới. Ecotourism Ecotourist Eco-friendly Ecosystem Chúng ta cùng đến với các từ vựng tiếp theo. Trên màn hình cô có 5 câu sau đây. Dựa vào ngữ cảnh được cung cấp trong 5 câu này, em hãy đoán nghĩa của các từ được in đậm. Chúng mình cùng kiểm tra lại các đáp án. Câu số 1, tôi responsible cho việc bảo vệ môi trường. Tôi hiểu rằng nhiệm vụ của tôi là bảo vệ môi trường. Một người ý thức được nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân là một người có trách nhiệm. Như vậy chúng ta suy ra được tính từ responsible có trách nhiệm. Câu số 2, tôi aware được những thiệt hại mà tôi có thể gây ra cho môi trường. Tôi biết rằng khi tôi đi du lịch, tôi có thể sẽ phá hủy môi trường. Như vậy chúng ta có aware là tính từ, có nét nghĩa giống với động từ know. Biết được, hiểu được. Vậy chúng ta có tính từ aware, ý thức được, hiểu được. Câu số 3. Tôi giúp mọi người hiểu về những impact của du lịch lên môi trường. Tôi nói cho họ về những tác động tích cực và tiêu cực của du lịch lên môi trường. Như vậy chúng ta có danh từ impact đồng nghĩa với effect, tác động. Câu số 4. Tôi giúp các doanh nghiệp địa phương make a profit. Tôi giúp họ kiếm tiền bằng cách sử dụng các dịch vụ địa phương và mua các sản phẩm từ địa phương. Như vậy trong ngữ cảnh này, make a profit chính là earn some money, kiếm tiền. Chúng ta có nghĩa chính xác của danh từ profit là lợi nhuận. Câu số 5, chúng ta có arts and crafts, liên quan đến đồ thủ công, handmade. Như vậy chúng ta có danh từ craft, đồ thủ công. Tôi mua đồ thủ công truyền thống để giúp đỡ văn hóa và các doanh nghiệp địa phương. Tôi luôn giữ những món đồ thủ công đã mua để làm kỷ niệm. Các em cùng nhắc lại các từ mới. Responsible Aware impact profit craft Để củng cố các từ vựng đã học, chúng mình hãy hoàn thành bài tập điền từ sau đây. Chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng. Câu số 1, chúng ta có cụm từ make a profit, kiếm được tiền, kiếm được lợi nhuận. Ở phía sau, chúng ta cũng có cụm từ arts and crafts. Người dân địa phương kiếm được lợi nhuận lớn từ việc bán các đồ thủ công. Câu số 2 Phía sau động từ to be chúng ta cần đến một tính từ. Tính từ này đi với giới từ of. Đáp án của chúng mình là aware. Các em nhớ aware of cộng với danh từ. Nhận thức có ý thức về điều gì. Vị trí tiếp theo chúng mình cần điền impact. Chúng ta có impact of something on something. Khách du lịch phải nhận thức được tác động của hành động của họ đối với văn hóa địa phương. Phía sau be chúng ta cũng cần một tính từ. Tính từ này đi với giới từ for. Đáp án của chúng mình là responsible. Responsible for cộng với danh từ hoặc verb ing. Chịu trách nhiệm, có trách nhiệm về. Mọi người cần có trách nhiệm bảo vệ môi trường ở địa phương. Câu số 4. Phía sau giới từ for chúng ta cần điền một danh từ. Và danh từ còn lại của chúng mình là ecotourism, du lịch sinh thái. Các công viên quốc gia của Costa Rica đã biến nó thành một trung tâm du lịch sinh thái. Kết thúc phần từ vựng, chúng mình cùng chuyển sang phần 2, pronunciation, phần ngữ âm. Trong phần ngữ âm ngày hôm nay, chúng mình sẽ luyện tập ngữ điệu, intonation, trong các loại câu cơ bản. Trên màn hình cô có 3 câu sau đây. Mỗi câu này là câu trần thuật statement. Câu hỏi có từ để hỏi wh question hay là câu hỏi yes no yes no question. Rất chính xác. Câu số 1 chúng ta có một câu hỏi yes no bắt đầu với trợ động từ do. Câu số 2 là câu hỏi có từ để hỏi từ để hỏi đây là where và câu số 3 là câu trần thuật kết thúc bằng dấu chấm. Bây giờ chúng mình hãy lắng nghe các câu này và xác định xem chúng có ngữ điệu xuống giọng hay lên giọng ở cuối câu. Do we need to bring some snacks? Where are we going this weekend? I've booked the tickets for an eco tour. Kem đã làm rất tốt. Lần lượt, câu số 1 chúng ta thấy có ngữ điệu lên giọng ở cuối câu. Câu số 2 có ngữ điệu xuống giọng và câu số 3 có ngữ điệu xuống giọng. Đây là ba ví dụ điển hình về ngữ điệu trong câu hỏi yes no, câu hỏi có từ để hỏi và câu trần thuật. Kem ghi nhớ, câu trần thuật thì thường có ngữ điệu xuống giọng ở cuối câu. Câu hỏi có từ để hỏi cũng có ngữ điệu xuống giọng ở cuối câu. Còn câu hỏi yes no có ngữ điệu lên giọng ở cuối câu. Như vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã nắm được các từ vựng liên quan đến du lịch sinh thái, ôn tập ngữ điệu trong các loại câu cơ bản. Kem hãy truy cập olm.vn để củng cố kiến thức với các bài luyện tập nhé! Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi chào các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo